Thưa quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau. Thì ở dưới này thì chúng ta cũng sẽ làm y chang như vậy. Và chúng ta sẽ làm xúc bọt giá đỡ như thế này. Thì nó rất là tốn công. Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy là con thỏ chống hôi không ạ? À, đây là con thỏ chống hôi ha. Thì chứ không là nó ngăn mùi là nó hôi lắm. Thì như vậy thì quý vị sẽ nhìn thấy ở đây là nó có một cái gao hay là cái thông tắc, nó vẫn phải ra nhánh như thế này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là hạn chế tối đa cái vấn đề là chúng ta nối ống. Thì nối ống thì là đúng rồi, nó không có sai, nhưng mình hạn chế tối đa. Vì quý vị biết sao không, mối nối càng nhiều thì rủi ro càng cao. Không luôn, đóng ngay cái bóc đó cho anh, không có được để vậy. Làm cái bóc vô một ngã hoặc hai ngã bao vô. Không, ta nói không là không. Không có đèn chùm gì hết, đóng vô một cái bóc vô đó để lả lỗ thả xuống. Đâu có được. Anh nói không được là không được. Đóng bóc vô. Thả dây ra trong nóng ruột gà rõ ràng á. Quý vị sẽ thấy là mình rất là khó chịu trong vấn đề là khi đi quản lý kỹ thuật nha. Lấy cái ngã hai, có ngã hai không? Có cái một ngã không? Cho nên nó là cái này là về mặt nguyên lý thì không sai, nhưng mà về mặt tiêu chí là không đạt, nghe chưa? Rồi quay lại phần nước thì quý vị sẽ nhìn thấy là nó đi như thế này, rồi sẽ căn chỉnh ống lại ha. Tất cả đi theo cái hệ thống như thế này. Chúng tôi sẽ cố gắng là bàn giao cái việc này. Đó, quý vị sẽ nhìn thấy là cứ mỗi cái vị trí này thì ngay chỗ này là có cái cặp đi. Như vậy thì khi mà thiết bị nội thất nó đi vô, ví dụ như là những cái bàn đá người ta ghép ở đây, thì mình sẽ dặn thợ là sao, họ sẽ né cái đường dây này, đường này ra. Quý vị thấy nhìn thấy dễ dàng không? Họ né rất là dễ dàng. Khi họ nhìn thấy cái chỗ này thì người ta ốp cái bàn đá đi vào, thì người ta sẽ không bao giờ khoan ngay cái vị trí này. Cho nên là quý vị sẽ nhìn thấy là những cái đường mà nó đi ngang như thế này nè, thì khi mà người ta ốp cái bàn chậu để chén vô, người ta khoan là trúng hết. Cho nên các bạn sẽ thấy là cái tiêu chí kỹ thuật nó rất là ok ha. Đây. Rồi sau đó mình sẽ đóng lưới lại. Đó. Thì làm sao mà khoan trúng được quý vị? Khi mình chiếu như thế này thì không thể nào khoan trúng được. Cho nên nó là gia chủ sẽ trả một cái đơn giá là khác dưới bình thường ha. Cái dưới thứ hai đó là vật tư sẽ được gia tăng, cho nên là gia chủ phải tính toán cái vật tư này sẽ tăng rất là nhiều bằng cái cách mà chúng ta làm bình thường. Xin chào quý vị, chúng ta sẽ gặp những video sau. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau. Đây là cái bồn cầu treo, thì quý vị sẽ nhìn thấy là mỗi nhánh ra của nó đều đi xuống cái đường nước cấp cho cái bàn cầu này ha. Quý vị sẽ nhìn thấy là mình sẽ trừ ống như thế này ha. Các bạn sẽ nhìn thấy nè. Cho nên khi mà người ta muốn khoan một cái kiến đi ở trong toilet này, thì cái rủi ro về lũng ống nước cũng rất là khó. Quý vị sẽ nhìn thấy là mình rất là hạn chế về cái mối nối. Cho nên là khi nào đó mà nó ống mà nó dài quá 4 mét thì mình sẽ mối nối thôi. Đây, quý vị nhìn xuống là cái đường này xuống cấp cho labo ha. Cấp cho labo thì quý vị sẽ nhìn thấy này, chỗ này. Như vậy khi labo mình khoan á, thì quý vị sẽ thấy là cái người thợ người ta sẽ khoan ở đây, người ta nhìn vô đây thì người ta biết là có cái đường ống nước. Do đó người ta phải bắt khai ngóc bên này, đúng không ạ? Mà nó ngay chính tâm thì không thể nào mà đi treo phía bên này, đúng không ạ? Rồi mình muốn nói ngay chỗ này, ở đây là hai cái ống, cái này là cái bàn cầu và cái này là cái phễu thu sàn, cái bồn tắm nằm nè. Xin lỗi quý vị, đây là cái bồn tắm nằm. Thì trên cái bồn tắm nằm này thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy là nó có hai cái đầu rang đi ra, cũng từ trên xuống dưới bồn tắm đứng. Còn đây là cái phễu thu sàn, cái phễu ha. Thì quý vị sẽ nhìn lạ lẫm là ở đây tại sao có hai cái đường ống nước này. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là cái thông hơi, đây là cái thông tắc, cái thông hơi, xin lỗi nha, đây là cái thông hơi cho cái bàn cầu ở nơi đây. Mình sợ là nó thoát hơi không tốt nha. Và thứ hai đó là
thân hơi cho cái phễu thu sang bên kia, tại vì ở dưới cái phần ở dưới này thì nó rất là hay dễ bị hụt hơi. Rồi quý vị sẽ chờ tôi một chút xíu, quý vị sẽ thấy ngay chỗ đặc biệt chỗ này ha. Ở ngay đây là một cái con thỏ đặt để chống hôi, vì tôi tận dụng lại cái đường ống cũ mà chúng ta đã thử độ dốc của nước và nước đi như thế nào rồi. Thì ngay chỗ này là con thỏ, cho nên mình sợ, cho nên là mình đặt một cái bãi nước ngay chỗ này để chống hôi cho nguyên cái này, và nước dưới cống bốc lên không được. Và đồng thời mình sẽ đặt một cái thông tắc ở đây, thì mình đặt ở đây, mình đặt một cái ly âu vô đây giống như cái video trước, rồi sau đó mình dán một viên gạch hở lên đây ha. Có chuyện gì thì mình thông cống ngay chỗ này ha. Đó, quý vị sẽ thấy là mình rất là sợ. Rồi quý vị sẽ nhìn thấy là ở trong kia cũng thế. Sơn ơi, Sơn đang đục để đặt cái thông tắc hay cái gì vậy Sơn? Đang làm cái thông tắc. À, đang cái thông tắc. Mình có cái con thỏ chống hôi nằm ngay chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. À, như vậy là mình sợ nó bị ngạt đúng không em? Rác tóc, nhất là tóc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, cho nên đó là mình sẽ đặt một cái thông tắc ngay chỗ đây. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, mình chẻ ra cái đường ngay chỗ này, có chuyện gì một viên gạch chỗ này làm dấu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, ok, cảm ơn Sơn nha. Anh sẽ vẽ bim lại. Cái kích thước từ đó có cái thông tắc thì anh sẽ dựng hình cho cô đúng như vậy. Cho nên công trường này là mình sẽ vẽ bằng BIM là cái gì, đó là cái chương trình mà xuất được 2D và 3D. Cho nên đó là mình nói với quý vị và các bạn là mình sẽ dựng lại toàn bộ những cái đường ống mình đi, thì sẽ dựng 3D lên sẽ thấy rất là rõ ràng nha. Rồi xin chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp những cái video sau.